Một số thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải của Nga gặp nạn lúc sáng nay ngày 24 tháng 6 ở gần thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow 200 km về phía đông nam. Theo hãng tin RT và Reuters, hàng loạt ảnh và video đang lưu truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay gặp nạn là il in 79 và Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận đó là một chuyến bay quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một chuyến bay huấn luyện không chở hàng, một động cơ của máy bay bị hỏng đã buộc tổ bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất gồ ghề. Máy bay bị vỡ một phần khi tiếp đất. Quân đội Nga không xác nhận con số nạn nhân song các báo cáo ban đầu cho biết có 9 hoặc 10 người trên máy bay. Báo chí Nga dẫn tin từ cơ quan các vấn đề khẩn cấp cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 6 người khác còn sống đã được đưa ngay tới bệnh viện. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trên mặt đất vì dường như máy bay rơi xuống một cánh đồng gần đường cao tốc. Ngọn lửa bốc lên do vụ tai nạn đã được dập tắt nhanh chóng. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho hay, máy bay bị rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ Riyadh, nơi nó đã dừng lại để tiếp nhiên liệu. Theo lịch trình, máy bay đang trong hành trình từ thành phố Orenburg, gần biên giới với Kazakhstan, đến thành phố Belgorod nằm dọc biên giới Ukraine. Kênh điện tín Baza đưa tin, một trong những động cơ của máy bay đã bốc cháy trước khi nó cố gắng hạ cánh khẩn cấp.